12 điều trên cả tuyệt vời chỉ có khi bạn yêu xa. Vì khi yêu thiết tha thì yêu xa cũng hóa gần. 1. Khi yêu xa, bạn không nhất thiết phải giữ một hình ảnh lúc nào cũng hoàn hảo. Quần áo hơi luộm thuộm một tí, quả đầu mới hay mái tóc gội đầu chưa xong chưa kịp khô, thoải mái đi. Bạn có gặp người kia đâu mà sợ, chỉ thi thoảng Skype, Viber, Zalo hoặc Facebook thôi mà. 2. Bạn có nhiều thời gian hơn cho bạn bè của mình, sẽ chẳng bao giờ rơi vào cảnh bên bạn bên tình bên nào nặng hơn. 3. Không những là thời gian dành riêng cho bạn bè, bạn cũng có nhiều thời gian không gian hơn cho những điều mà bạn thích, chẳng bao giờ phải chịu cảnh kiểm soát như những cặp đôi ở gần nhau. 4. Với những ai chưa sẵn sàng thì bạn cũng có thể tạm thoát được cảnh phải về ra mắt nhà chàng. 5. Mặc dù có người yêu nhưng bạn vẫn hoàn toàn là một cô gái độc lập, vì chàng không ở bên cạnh đưa đón, không chăm sóc, không thể cần là có, nên bạn học được cách tự do trong cuộc sống và chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn. 6. Mọi cuộc tranh cãi đều chẳng là gì khi nghĩ đến khoảng cách và sự nhớ nhung, chỉ thế thôi cũng đủ để ngay lập tức là hòa bình. 7. Yêu xa cũng có nghĩa là cơ hội để làm những điều lãng mạn cho nhau dễ dàng hơn. Những món quà bất ngờ, những bó hoa chẳng đợi dịp, rồi cũng có thể là thứ tay, thứ từ rất lâu đã chìm vào quên lãng. 8. Yêu xa giúp bạn trở thành nhà lên kế hoạch đại tài, chỉ đơn giản là sắp xếp thời gian và công việc ổn thỏa nhất để nhanh chóng được gặp nhau. 9. Và mỗi chuyến đi về để gặp nhau cũng là một chuyến du lịch. 10. Bạn luôn có một điều để trông chờ sau những tháng ngày dài mệt nhọc từ lớp học hay từ công ty. 11. Yêu xa những giây phút được gặp nhau trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết, ai dám nói xa mặt thì thích lòng. 12. Sau tất cả, bạn sẽ hiểu được rằng nếu như bạn vượt qua những khó khăn thì khoảng cách thì tình yêu của hai bạn sẽ chẳng có gì là không thể đối mặt cùng nhau.